cái muối cũng sấy mà người ta không gọi là muối sấy, mà cái thằng này nhất quyết gọi là muối sấy. Có nghĩa là nó phải là công đoạn sấy nó phải cái gì đúng. Đỉnh cao đúng không? Chưa ăn muối nào. Bà ăn rồi. Hồi nào? Bà ăn rồi. When? Ăn rồi mà hồi nào thì không nói. Nếu lấy cái sụt đó, nếu có cái sụt đó mình mua chỉ thường 100 ngàn. Hello. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Team Ăn Hành. Bà có biết lý do tại sao hôm nay Thanh Hằng xuất hiện set quay nào không? Hình như anh Hằng có đi làm móng á. Đi làm móng không đi làm luôn. Không đi quay mà đi chọn đi làm móng. Là hiểu là có cái sự tôn trọng với kênh X Channel như nào rồi đó. Đúng rồi, là coi Team Ăn Hành không ra cái gì luôn. Thêm một lý do nữa là tại vì Hằng bảo là Hằng không ăn được muối. Hôm nay tụi mình sẽ review tất cả các loại muối chấm hot TikTok. Nhưng mà hot trên TikTok á, là bữa giờ là mình thấy là có 4 cái tên này xuất hiện rất rất là thường xuyên. Bây giờ sẵn vô luôn, đây là sốt chấm siêu cay đặc sản Tây Ninh của muối chú Hải. 80 ngàn một hũ. Ơi mắc nha má. Trời, mua muối mà mua 80 ngàn một hũ, thử hỏi coi làm sao mà không chấn động được đúng không? Rồi bây giờ là tới cái mắt thứ nhì làm như ý. Rồi không thua kém luôn á, 89 ngàn. Trời ơi. Cái muối tôm như ý này thì bà có TikTok là chắc bà cũng thấy rất là nhiều đúng không? Ai tắt cái điện thoại thôi. Tiếp theo là muối tôm Hải Đăng, Khánh mua 4 hũ. Em này là gọi được gọi là đối thủ, gọi là 49 gặp 50 với Như ý. Đúng rồi, giống nhau nha. Đầu tiên là cái gọi là cái gì Khánh? Cái kết cấu gọi là cái gì tiếng Anh nè? Texture. Thôi vậy. Nhưng mà mấy cục muối vậy bự á, một cái là chấm nó không có dính. Ừ. Đúng rồi, chấm nó cứ rớt. Cái cách ăn lát nữa thì mọi người thấy là phải quết. Đúng rồi. Là phải lấy mình quết nó lên. Phải mình ăn xong mình đổ vô. Tiếp theo là chúng ta sẽ có muối sấy Ngọc Yến. Nổi nha, ở miền Tây đúng không? Cái này là... giờ Khánh gặp ai cũng hỏi là, ai gặp miền Tây cũng hỏi là à, có biết muối sấy Ngọc Yến không? Thì là biết nha. Cái muối là top 1 lòng em. À, ủa bà ăn rồi hả? Ăn rồi, ngon lắm. Chị ăn chưa? Chị ăn rồi chứ. Ê sao em chưa vậy em ăn luôn á. Mấy bạn bán trái cây ngoài đường là hay dùng cái muối này. À vậy hả? Thì em ăn rồi em quên. Lúc mà em đặt một bịch 8 ngàn á, em thấy giá là 8 ngàn, em nghĩ là sẽ ship cho em cái bịch giống như bịch dầu gội á, bịch nhỏ nhỏ thì thôi. Cái bịch dầu gội là bịch nhỏ xíu vậy nè, cái tép dầu gội á chị. Lâu rồi không có cái tép. Ờ, đúng rồi đầu hả? Không, lâu rồi gọi đầu bằng chai. À thôi, nhưng mà khi mà ship tới 8 ngàn mình thấy bịch bự này, mình thấy cũng đáng tiền á, chứ tại bịch này là 100g. Nó 8 ngàn tính ra là 400g nè, là vậy nè, 400g là bằng cái này nè. Và cái này là chỉ có 32 ngàn thôi, 89 ngàn. Không, bậy rồi, tính bậy nữa. 4 bịch này 8 ngàn một bịch, 4 bịch là 32 ngàn. Cái hũ này bao nhiêu? 89 ngàn làm sao bằng? Em đâu nói bằng, em nói rẻ hơn mà. Cái này khối lượng bằng. Nè 400g là bằng cái này nè. Và cái này là chỉ có 32 ngàn thôi, 89 ngàn. Quê là quê là quê, chung mình quê nhiều. Tại vì bản thân tất cả những cái muối này đều tự nhận là có thể dùng để chấm được cả trái cây lẫn với thịt luôn. Ừ. Nên là bây giờ tụi mình ở đây chuẩn bị là một món mặn. Món mặn. Một trái cây. Một trái cây. Rồi, hỏi. Ôi, cái mùi tắc rất là nhiều nha. Cái mùi này giống như mùi sốt bắp chén. Chém, ồ, ngon nha. Rồi, bây giờ là em đổ vô nha cả nhà ơi. Khúc này là mọi người tập trung hết giùm em nha. Đó. Rồi, đây là sốt chấm siêu cay đến từ muối chú Hải. Nó xào nó chua mà cái sốt nó ngon mọi người ơi, cay quá nhưng nó đã á. Mình nói riêng cái em này á, là mình muốn nói cái này làm tại vì mình thấy trên TikTok á có rất là hai cái luồng ý kiến mà gọi là rất là đối đầu nhau luôn. Một phe thì rất là khen, còn một phe là gọi là chê dở mà không ăn được luôn á mọi người. Thì mình ăn thì mình cũng thấy là không biết là nó cũng đâu có dở tới nó vậy, nó là cái người nào không hợp vị thôi đúng không, chứ bộ như cay quá là mặn quá hay sao. Ờ, chị thấy thì nó không thiên về muối lắm. Nhưng mà em nghĩ cái này nha, ăn bánh chén sẽ hợp hơn chấm trái cây. Bánh chấm chén thì nó sẽ lạc á. Cái này nó mặn vừa đủ chua vừa đủ, mình chấm vô nó sẽ hợp hơn. Còn bánh trái cây nó đã chua rồi, xong rồi chấm thêm cái này nó bị hơi chua quá. Thì mình có hy vọng là mình nghĩ là gà luộc sẽ hợp với cái loại sốt chấm chú Hải này hơn nha cả nhà. Cái gà mà ăn với lại cái con gà mà ngay khúc da á, nó béo béo, nó tứa mỡ ra. Mà cảm giác là cái lòng ngực mình nó nóng luôn á. Nóng. Là mọi người hiểu được cái độ cay của nó như thế nào, nên mình nghĩ là nếu mà bạn nào không phải là người quá giỏi ăn cay thì nên đặt cay vừa thôi, hoặc là cay bình thường thôi. Bài cá nhân của mình về cái muối chấm chú Hải này, tại vì mình thấy quá là nhiều người khen rồi lượt bán chảo như ấy, nhưng mà mình thì thấy không hợp với khẩu vị của mình lắm. Kiểu là chị kỳ vọng nó nhiều hơn, tại vì chị không có cảm giác là nó muối quá, nó hơi mặn mặn xíu nữa thì sẽ ngon hơn. Còn cái này là chỉ cảm giác được là cay sót hết. Còn em là em thấy cái này rất ngon nha. Tôi rất thích cái này nha. Thích rồi. Em thấy này nó cũng bình thường. Mà so với giá tiền là bà thấy ổn không? 89 ngàn. Không. Thẳng tính quá hả? Nhưng mà mình thì lại thích cái này chấm với lại gà hơn là chấm với trái cây. Tiếp tục muối tôm như ý. Cái này tôi rất là tò mò luôn. Vô, trời ơi mọi người ơi.
Trời ơi, cái hạt nó bự như cái lựu đạn vậy. Tại mọi người. Tại sao làm được ra cái hạt to vậy ta? Theo như chia sẻ của người ta là mọi người nhìn kỹ trong đây sẽ có luôn con tép luôn. Thì đối với người ta hình như là cái nồng độ tép nó nhiều vậy ta nên nó ra được cái hạt to. Ê, nó thơm lắm, nó thơm cái mùi tôm mà nó không bị mặn quá. Nó đâu có mặn, nó ngọt ngọt nữa. Mặn cái hậu nó mặn nè, hậu muối mà. Cái này muối nè. Ngon giật đùng đùng luôn má. Cái này á, mình thấy ăn cái cây hộp nha. Nhưng mà để ăn cái gì mà lạt á, mà mọi người cần một cái muối mặn á, thì nó sẽ không hợp. Mình ăn thử miếng gà này mà quết với miếng muối nha, để coi sao nha. Không hợp thiệt. Không hợp. Gà nó mềm, cái này giòn giòn, nó kỳ kỳ. Nghĩ là thấy không hợp rồi. Thấy hai cái đều giòn á thì ok. Em thấy là ăn với gà nó đúng ngon luôn á. Không, nó em muốn lại lời nói hồi nãy em có nói là nó bình thường không mọi người, nó ngon vãi luôn á. Nam Khánh có cái gu rất là kỳ, Nam Khánh thích ăn bột ngọt mà. Ê này, trong đây có 3% bột ngọt theo tôi thấy nha. Hèn chi khen quá. Trong đây có bao nhiêu? Hèn chi có, thích quá trời. Trong đây có bột ngọt nha, có bột ngọt nha. Với một người là fan cứng của bột ngọt thì là món này là 10 điểm. 10 điểm luôn. 10 điểm, muối tôm như ý 10 điểm nha. Em muốn bột ngọt luôn. Muối hải đăng. Bây giờ là cơ bản á là nghe đồn nha. Là hai em này á là ăn á sẽ tựa tựa nhau. Nhưng mà có một trường phái là những người là rất là thích ăn muối hải đăng, mà có một trường phái rất thích muối dưa ý. Bây giờ để coi coi là khác nhau cái gì. Bắt cái chân trong cái chai này xinh hả? Bây giờ là từ ngoại hình là mình thấy là hải đăng có vẻ bự hơn dưa ý nha mọi người ơi. Như bánh snack tôm vậy. Nó đúng ngọt không? Hơn. Ừ, nói như trong snack tôm nó ngọt hơn. Em thì cái hậu vị nó sẽ mặn, ăn nó hơi cắt cổ nha. Đúng rồi. Ăn vô nó có một cái cảm giác cắt cùng cổ hơn nha mọi người. Cho dù bột ngọt nhưng mà bột ngọt cũng phải nêm nếm nhẹ. Chứ không phải là cứ bột ngọt là mình binh được đúng không mọi người? Đúng rồi. Dù là fan cứng của bột ngọt. Chưa ăn chung với trái cây nha. Thì mình thấy là em này tuy nó bự hơn nhưng mà nó hơi ngọt. Thật ra vẫn ngon. Ăn kẹp với trái cây thì cũng khó nhận ra. Nhưng mà nó không có gì đặc biệt. Còn của cái Như Ý á thì nó có cái mùi tôm tép đặc biệt hơn. Công nhận. Cái này không có mùi tôm tép bằng. Ê, chị chấm rất là hiệu quả luôn á chị Hưng. Bụp 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 lên không một miếng muối nào á. Con người ta dính nè. Và ít nhất là phải dày. Vậy là người nãy nói là chị ăn nó không gì động lại gì chứ. Hiểu lầm ơi, hiểu lầm. Chụp cuộc chiến Như Ý hải đăng thì tụi mình chọn Như Ý. Đúng rồi, Như Ý nha. Như Ý có mùi tôm hơn. Muối Ngọc Yến nha, chắc là nhiều người biết muối này rồi. Tôi chưa ăn muối này luôn. Bà ăn rồi. Hồi nào? Bà ăn rồi. When? Ăn rồi mà hồi nào thì không nói. Ăn xấu bao tử Hà Linh đó. Lần đầu tiên mẹ muốn Ngọc Yến cho mọi người. Ăn rồi. Nếu lấy cái thuộc đó, nếu có cái thuộc đó mình mua chị Hương 100 ngàn. Cái này nè, cái này mới chấn động. Em không biết ăn sao. Dữ lắm nè. Ngon mà. Ngon. Mà do là ăn mấy cái này á nên là ăn chấm mấy cái này nó bị lạc. Nó không còn cái độ mặn nữa. Cái muối này thường thường ăn mặn lắm. Này tại vì cái này là cái phiên bản gọi là gốc đúng không? Đúng nguyên rồi. Thủy đúng không? Đúng rồi. Cái này là muối nhất à. Rất là muối luôn. Còn nếu như ý là muối tôm thôi. Nó không có muối bằng. Đấy, đúng rồi. Vì cái muối tôm dễ thôi. Rất là muối luôn. Muối này đường muối gà đường gà. Không. Hiểu rồi, cái này phải dắt tí tắc vô nữa. Đúng rồi. Dắt tí tắc vô, thêm một tí đường. Đúng rồi. Là xuất sắc. Ngon. Ngon. Nói chung là cái hương vị muối Ngọc Yến này á là vẫn là một cái gì đó rất là nguyên bản mọi người ơi. Dân dã nữa. Đúng rồi. Mình thấy là nghĩa là đợt mình coi trên mạng là mấy bạn cứ comment đua nhau hỏi chỗ mua á, thì mấy bạn ở trên Sài Gòn mấy bạn không có tìm được chỗ mua. Nhưng bây giờ mình thấy là mọi người search ở trên Shopee là mọi người mua được nhiều lắm. Cái điều mà làm em xem những cái video TikTok đó mà làm em cảm thấy rất là cuốn vô là muối sấy Ngọc Yến. Thế là mình rất thắc mắc là má cái muối này gọi là, phải gọi là muối sấy, là những cái muối cũng sấy mà người ta không gọi là muối sấy, mà cái thằng này nhất quyết gọi là muối sấy. Có nghĩa là nó phải là công đoạn sấy nó phải có gì đúng. Đó, đỉnh cao, đúng đỉnh cao đúng lắm. Đúng không? Rồi bây giờ ăn xong. Em ăn xong thì em thấy giống như một loại muối. Thôi ý vậy đó, mình review cũng hơi vô. Yến ý là vậy đó Yến. Nói chung là bạn nào mà đã thích Ngọc Yến rồi thì chắc là sẽ không bao giờ quên được hương vị này đâu. À cái này che mặn đều dùng được nha mọi người. Ngọc Yến này là không có cơm ở trong đó, chỉ đúng là rồi. Muối thôi. Rồi Thục Phương là bà thích cái lon nào nhất? Thì tôi thích còn thích Ngọc Yến nhất không? Dĩ nhiên thích Ngọc Yến nhất rồi, chấm trái cây là xuất sắc là cái này nhất. Còn nếu như mà cái này thì cũng ngon, ăn lâu lâu ăn thì cũng vui miệng. Còn cái thích? Cái này thì không thích lắm, tại vì nó mặn với nó cay quá, ăn không nổi, xong. Nói chung là với một cái người ba phải như Thục Phương thì nói được mỗi nhận định vậy thôi cũng được rồi. Còn mình thì mình vẫn thích là cái, đối với mình là cái muối tôm Như Ý là một cái rất là ấn tượng luôn. Mình thấy là cái việc mà muối tôm mà có nguyên con tôm này á là một cái điều mà gọi là
nó hoàn thiện được cái ước mơ tuổi thơ của mình đó. Nó có bột ngọt nữa. Nó có bột ngọt nữa. Hồi xưa mình luôn thắc mắc là tại sao gọi là muối tôm mà mình không thể mà thấy con tôm ở trong đó. Bây giờ là mình đã được thấy con tôm rồi, mình nghĩ là trọn vẹn rồi. Rồi, còn muối tôm thì tụi mình thích muối tôm của Như ý hơn. Là tại vì là có mùi tôm nồng nàn hơn. Còn cái muối hải đăng thì vẫn ok nhưng mà nó hơi trơn tru, trôi tuột một xíu. Đúng rồi. Sốt chấm của chú Hải á thì mình thấy là cái này gọi là một cái gọi là hình thức là muối tôm nhưng mà được pha rồi. Nên là mình thấy em này là có là bạn nào mà tìm mua một cái loại sốt chấm á thì mọi người hẳn tìm đến cái em này. Còn nếu mà gọi là thay thế các loại muối tôm trong nhà thì sẽ không được. Mặc dù là rất là hot trên TikTok. Rồi và vừa rồi đó chính là số review tất cả các loại muối tôm hot TikTok của team ăn hành cộng 1 trừ 1 với Thùng Phương. Rồi và tôi biết chắc là số này sẽ rất là hữu ích cho mọi người. Tại vì cái gì mấy bà cũng có thiếu thiếu nhưng muối tôm là chắc ăn nhà nào bà nào cũng phải có. Không thể nào là bỏ qua được. Thì bốn loại trên mấy bà có thể tham khảo tùy theo khẩu vị của mấy bà nha. Còn tụi tôi thì ổn áp, ổn hết rồi. Ổn hết, cái nói chung là cái nào cũng ổn hết. Ổn hết luôn, chỉ là tùy khẩu vị thôi. Rồi đó, còn bây giờ thì bye bye, nhớ like subscribe cho channel nha. Nhấn cái chuông để nhận thông báo nha ba. Nhấn cái chuông hoài.